Xin chào tất cả các anh em, trước mặt tất cả chúng ta là một sản phẩm combo livestream AT100 kết hợp cùng với lại sao card K300 Pro. Và Duy Nguyễn cũng xin phép nói luôn, đây là một cái combo rất là đặc biệt và nó khác hẳn với những cái combo đang được bán trên thị trường mà chúng ta thường biết. Đó chính là nhờ vào những cái thiết bị chính hãng. Thứ nhất, khi mà các bạn mua hàng tại Duy Nguyễn Studio, chúng ta sẽ được gian hàng đảm bảo ISK AT100 hàng loại 1 và không phải là hàng loại 2 nha quý vị. Cái thứ hai, những cái linh kiện mà đi kèm là tai nghe kiểm âm cao cấp NMC WGZ63 đến từ Korea, Hàn Quốc và âm thanh sẽ rất là tuyệt vời khi mà chúng ta kết hợp cùng với lại K300 Pro. Còn đây chính là những cái mẫu tai nghe giá rẻ trên thị trường được tặng kèm. Thì Duy Nguyễn đưa nó vào cái combo này và Duy Nguyễn sẽ tặng kèm cho tất cả mọi người luôn để chúng ta sẽ biết được đâu là sản phẩm cao cấp và đâu là sản phẩm thường. Kế đến sẽ là một cái bộ dây livestream giúp cho chúng ta livestream âm thanh hay nhất trên dòng K300 Pro mà chỉ có Duy Nguyễn Studio mới có thôi. Đấy, mẫu dây NMC Audio LT04 sẽ giúp cho tất cả mọi người có thể livestream với tất cả các điện thoại trên thị trường hiện nay, từ Type-C cho đến Lightning cho đến 3.5 là đều livestream được trên dòng K300 Pro này và âm thanh là stereo, âm thanh hi-fi, âm thanh chất lượng cao, không giống như những mẫu dây trên thị trường nha. Ok. Rồi, và bây giờ Duy Nguyễn sẽ unbox cũng như là test âm thanh và hướng dẫn cho tất cả mọi người cách để kết nối hay nhất trên dòng K300 Pro này. Ở trên bản RAW thì tất cả các nút điều chỉnh đều đã được mã vàng, đều được mã vàng. Và nó sẽ ngầu hơn cho nên mình gọi nó là K300 Pro Max. Rồi, tạm cho nó qua một bên. Thì các bạn sẽ dễ bị hiểu lầm giữa dây livestream thông thường và dây xịn. Đây chính là dây livestream thông thường để chúng ta cắm vào điện thoại và cái chất lượng âm thanh nó sẽ rất là kém. Nó sẽ không được như bộ dây OTG lúc nãy mà Duy Nguyễn đưa cho mọi người xem. Kế đến trên thị trường nó vẫn còn một cái mẫu dây nữa là dây 3 màu. Đó, thì nó vẫn là một cái dây chất lượng kém. Và đây sẽ là dây cấp nguồn. Dây cấp nguồn cho sao card cũng như là chúng ta có thể dùng dây này để kết nối với lại máy tính, livestream trên máy tính luôn. Về phần AT100 thì chắc chắn chúng ta cần phải đề phòng cái trường hợp mà mua chúng hàng fake nha. Tại vì khi mà chúng ta mua hàng fake giá rẻ hơn vài trăm nghìn nhưng nó sẽ cho chúng ta một cái chất âm vô cùng tệ hại. Thứ nhất là nó sẽ có tem đảm bảo và cái thứ hai sẽ có series mã vạch. Chúng ta có thể vào cái series mã vạch và chúng ta sạch cái mã vạch của cái mẫu đây. Ở đây nó sẽ có cái số series và tem dán đàng hoàng nha quý vị chứ không phải là tem in nha. Đó, và cái tem dán này chúng ta sẽ vào cái trang chủ của ISK, chúng ta sạch cái series sản phẩm, nó sẽ có cái ngày sản xuất và cái ngày phát hành đó, cũng như là thời hạn bảo hành của sản phẩm của chúng ta. Rồi, và cái kế tiếp nữa thì về cái cách thiết kế thì chắc chắn mọi người sẽ biết rồi. Cái micro AT100 á, lúc nào nó cũng thon gọn và cái nước sơn rất là đẹp. Cái nước sơn của nó vô cùng mịn màng và đẹp ha, nhìn nó đáng giá dữ lắm, nhìn nó đẹp lắm. Chứ nó không giống như hàng loại 2. Dây đi kèm đây, dây đi kèm cũng vậy nữa quý vị. Dây đi kèm nó sẽ rất là mịn nè, nó được làm từ cái chất liệu cao su nó khá là đàn hồi. À, nó đàn hồi và nó mịn lắm. Nó không có giống như những cái mẫu dây thường. Sóc mau và pop filter. Đây là ngăn chặn nước miếng cũng như là gió. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ ghép như thế nào. Đầu tiên chúng ta cần phải tìm cái lỗ. Chúng ta muốn gắn chúng ta phải coi lỗ nó nằm đâu đó. Và những cái lỗ bên đây đều có cái chữ hết. Chúng ta cứ lần lượt phân tích từng lỗ. Dù mình sẽ phân tích trước khi cắm cho mọi người xem. Đây chính là cổng để kết nối với máy tính nè, nó để là PC nè, power đó, thì vừa là power vừa là PC, tức nghĩa là vừa cấp nguồn vừa kết nối máy tính. Kế đến sẽ là cổng OTG, thì cổng OTG này chính là cái cổng mà để sử dụng livestream stereo nha. Rồi, mic nè 1 2, chúng ta sẽ cắm mic 1 và mic 2 ở đây. Rồi, headset tạm dịch là tai nghe, chúng ta sẽ cắm tai nghe vào đây. Rồi, và nút earpiece này nó cũng là một dạng tai nghe đó, nhưng mà nó là một dạng tai nghe không có micro. Còn phần headset á, là nó sẽ tai nghe mà có micro. Chứ nghĩa là nếu mà chúng ta có một cái tai phone mà có micro á, chúng ta cắm vào cái headset này là chúng ta không cần micro luôn. Chúng ta vẫn hát được bằng cái micro của cái tai nghe đó. Đó. Còn về cái phần earphone này nè, đó chính là tai phone, nó đúng là tai phone luôn và nó không có cái micro nha. Đó. Speaker này á, thì chúng ta sẽ kết nối với lại máy tính. Loa vi tính. Đấy. Rồi. Line 1, line 2, line 3 này chính là cái lỗ để mà chúng ta livestream với lại cái sợi dây đi kèm.
Thì với cái sợi dây đi kèm này á, livestream á, chúng ta sẽ được đàm thoại hai chiều, sợi dây vẫn nghe được tất cả các nền tảng Bigo Live các thứ luôn. Nhưng gì? Âm thanh nó sẽ không hay bằng OTG, chắc chắn rồi. Vì nó là mono mà. Rồi, và cái cổng cuối cùng chính là cổng tín hiệu lấy nhạc từ tất cả các thiết bị ngoại vi. Đó, thì em phân tích như vậy là mọi người đã biết cách cắm rồi ha, đã biết cách cắm. Như vậy, bây giờ em sẽ bắt đầu tiến hành em cắm. Đầu tiên, chúng ta sẽ cắm micro trước. Ok. Kế đến chúng ta sẽ cắm nó vào cổng mic 1 hoặc là mic 2. Rồi em cắm nó vào mic 1 nha. Đúng. Rồi, kế đến bây giờ em sẽ lấy cái tai nghe đó đi kèm cho mọi người xem nè. Tai nghe này là tai nghe cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc của thương hiệu WKZ. Và những ca sĩ Hàn Quốc đều sử dụng cái bộ tai nghe này trong những cái buổi biểu diễn của mình, cũng như là hát live làm idol đó. Thì các bạn muốn làm idol bắt buộc các bạn phải đeo tai nghe giống vậy, còn không đeo thì nó không thành idol được ha. Đó, tai nghe này thì không có làm idol được nha. Đây, tai nghe idol đây. Phần dây OTG thì mình sẽ cắm vào cái cổng ngay phía sau đây đó, cổng này ha quý vị. Đấy, chúng ta sẽ cắm vào cổng này, sử dụng nó để làm một cái box livestream stereo. Đấy, OTG mình đã cắm vào đây. Kế đến mình sẽ cắm cái đầu này vào điện thoại mà muốn livestream ha. Đó, nếu như mà iPhone thì mình giữ cái đầu này lại, còn Samsung thì mình rút cái đầu này ra. iPhone 15 thì mình vẫn live bằng đầu này luôn nha. Đó, còn iPhone 14 về trước nè, cắm đầu này vào. Đó, OK nha, rất là cứng, rất là cứng nha. Đối với dòng K300 này á, thì nó sẽ cho phép chúng ta xài pin, cho nên là chúng ta không cần phải cắm điện trực tiếp, chúng ta vẫn có thể sạc pin và sử dụng ngoài trời. Đấy, Duy Nguyễn sẽ thử, Duy Nguyễn mở power lên. Nếu như mà hết pin thì mình sẽ cắm vào đây nha quý vị. Đó. Rồi, mở nguồn lên nha. OK. Đó, mình sẽ giữ độ khoảng 3 giây thì nó sẽ khởi động lên. Đó, nó sẽ khởi động lên và cháy đèn rất là đẹp. Còn về phần tai nghe thì mình sẽ cắm vào cổng đây. Đấy. Chúng ta vẫn có thể cắm vào headset, nhưng Duy Nguyễn sẽ cắm vào tai nghe 1, tai nghe 2 ở đây. Chúng ta có thể nghe được hai tai nghe cùng lúc ha. Rồi. Tai nghe thì chúng ta sẽ đeo vào lỗ tai, móc ngược để chúng ta kiểm âm cho nó một cái âm thanh nó hay ha. Bây giờ Duy Nguyễn sẽ đeo vào để thử test âm thanh. Rồi, và Duy Nguyễn sẽ tháo cái micro cái áo không dây ra. Đừng buồn nhé em ơi, cuộc tình nào không luôn xót xa, một lần đã tan vỡ để lại từng vết thương. Ôi sao thiết tha, từng chiều xuống anh vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi pha. Phút cuối tìm được cánh sao lưa thưa, đừng xong nhé em ơi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đau. Từng giọng hát xa vắng nhạt nhòa, tình đã trao sao luôn khát khao. Từng giọt nắng trôi hững hờ gọi nhau trên lối yêu xưa. Nhớ nhé em giây phút mặn nào. Đây chính là phiên bản micro cầm tay không dây ISK SM58 lấy cảm hứng từ Sure SM58, mà nói đại là Sure nhái đi đó. Đây là dòng Sure nhái đó, và có cái chất âm rất là hay. Và ISK nó cũng là một cái thương hiệu nó chuyên sản xuất những cái micro chất lượng ổn trong tầm giá. Các bạn nghe khi mà kết hợp cùng với lại cái mi này thì nó rất là dày tiếng ha. Bây giờ mình sẽ hát thử một đoạn nữa cho mọi người nghe luôn. Đừng sầu nhé em ơi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đau. Từng giọng hát xa vắng nhạt nhòa, tình đã trao sao luôn khát khao. Từng giọt nắng trôi hững hờ gọi nhau trên lối yêu xưa. Nhớ nhé em giây phút mặn nào. Tình yêu đã đến, đến trong cơn mơ thật xa vắng, rồi cho ta dòng lệ đắng cay.
xin giữ trong tim, hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phai mong. Về đâu em hỡi khi gối chân còn lại hơi ấm đêm nào, xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bắt đầu. Ok rồi, và chúng ta đã trải nghiệm toàn bộ sản phẩm combo Hotline K300 Pro khi mà kết hợp cùng với lại Iska AT100. Nếu như mà chúng ta thích mic nhẹ hát thì chúng ta có thể lựa chọn AT100, và nếu chúng ta thích cầm tay hát thì chúng ta có thể lựa chọn Iska SM58. Duy Nguyễn xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với lại Duy Nguyễn hết clip này, và chúc cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui, ngày càng có nhiều tài lộc để mà giải trí cho nó thoải mái ha. Và bây giờ thì Duy Nguyễn xin phép mến chào tất cả.